đại dịch Corona đang truyền vào trong nước ta. Đánh giặc Corona vì cuộc sống cho muôn nhà. Không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra. Nghi nhiễm cần kịp thời mau đi khám cách ly xa. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già. Đánh giặc Corona, ngành